mấy còn mấy xác kìa. Ui kìa kìa. Ui anh đây đây. Đây đây đây. Ui giời, trong đây anh ạ. Ui rắn gì ấy? Ui. Hồ mang. Bò lên bật tường. Ui, nó bò lên bật tường kìa. Kìa. Ui giời. Nó sang bên kia. Ui nó sang. Sang bên kia nó sang. Bên bên kia có gà mà nó cắn chết gà. Mang. Có cái xác gà ăn con ở đây. Cho nó cắn chết một thao. Đâu. Ai cho ngoài cho xác. Bắt ra ngoài. Ui giời nó phi kìa. Cháu ơi, cho chú hỏi là có biết nhà chú Quảng ở đâu? Không biết. Không biết nhà chú Quảng ở đâu à? Đây, đây hỏi. Đây, đây ra hỏi cô này. Cô cho hỏi là nhà anh Quảng ở đâu à? Quảng đây, đi vào thẳng cái ngõ này. Trong đây à? Vào cho cảm ơn cô ạ. Cái má nó đi lần đường nhà anh thì nó hơi lâu rồi. Nhưng anh thấy ở chỗ nào ạ? Đấy, chầu cắt cỏ dọn đất ở đây. Đang dọn thấy ở đây. Đấy là chỗ này mình tình cờ ở đây dọn này bên làm gió đây mà. Vừa bới cái đống rác này ra cái thấy nó vụt phát thì mặt cũng vụt. Không biết nó đâu, lần chéo giờ. Nó ngó xem mình cũng sợ may rắn độc thì nó nguy hiểm thôi. Em mới gọi anh em đến để xem tình hình. Vâng. Xem có phải không? Như là anh dọn cái này không mà anh thấy nó kia luôn à? Ừ, chỗ góc này, dọn cái đống rác này. Lúc mà mình dọn mình vứt ở chỗ này thì thấy nó phi ở đây. Thì cái thì ngó mày này. Xong cầm que ra bới đống rác lên không thấy đâu. Sang đây. Next sang đây. Sang đây thật đi. Đúng sang đây. Đây. Bên này chặn mình ấy mà. Sang đây. Vâng, bên này. Nó ấy nó chạy cái kia của ta bên đấy. Nó giúp vào cái bàn biết cái này. Anh mày ngó xem này. Lá cây nó biết ở đây. Có khi nào nó leo trên cái mái này không? Nếu mà nhìn phát lại chắc không có. Em nghĩ là một ông phát ở đây, một ông ở đây. Mẹ cứ bớt chỗ này rồi nè. Nhớ vào thùng gà, sợ vào thùng gà. Anh đi ngó mấy thùng gà. Anh chỉ bớt ở đây. Thế ở đấy có hai thùng không thôi, không biết nó có gì mất. Có điện không anh? Ở đây có điện. Không có điện. Để kéo ra xem. Thế này mình không thể thò tay vào được mà nguy hiểm. Chưa chắc nó đã vào đấy vì là cái thùng gà. Còn nếu mà chạy theo cái gì đấy, cái khe kia em nghi nó vào. Nó mất sao mình thường, nó có tạch này. Bắt được thì ngon quá, để cho trẻ con nó chơi nó sợ. Ở đây ngày xưa hay bắt nhiều rắn lắm. Vâng, không có gì. Không thấy gì trên mặt điện. Ui, trong đây có xác cả con chết này nhỉ. À, có xác cả con chết rồi. Anh chuột ra tha đấy. Ủa, mấy con xác, ủa mấy xác kìa. Mấy này. Ui, kìa kìa. Ui, anh đây, đây. Đây, đây, đây. Ui, giời, trong đây anh ạ. Ủa, rắn gì ấy? Ui. Hồ mang. Nó bò lên bờ tường kìa. Ui, nó bò lên bờ tường kìa. Kìa. Ui, nó giúp. Nó sang bên kia. Ủa nó sang bên kia nó sang. Bên bên kia có gà mà nó cắn chết gà. Đây rồi, em tóm được một con rồi. Đấy, kìa chưa? Đây. Đấy, nó sang bên kia. Cháu nó hơi tốt. Đây, bạn bắt được một con này rồi. Hai con liền đấy. Hai con liền. Con kia nó cuộn tròn trong đây. Cuộn tròn nữa. Ừ. Cái thằng nào nó hình như bạn là trong hơi tốt. Đang làm thấy có cái xác gà đấy. Anh chờ cầm lên cái máy em. Anh cho ngoài cho sáng. Thôi cơ quan. Rồi, anh. Bằng nó cắn nguy hiểm không ạ? Đây quả mấy hôm nay mất gà không biết nhé. Nhanh nhỉ? Đấy, lúc đấy thấy cái gì nó chạy nhanh lắm. Nó lao ấy. Phóng độc ấy. Mày có phóng độc không? Ui. Hồ mang đấy á. Vâng. Vâng, này hồ mang. Cứ bắt cho anh trường em cái. Nếu hôm nay bọn trẻ con nó nhìn thấy thì thôi nhỉ. Nó cứ cầm bắt bình thường. Cho ra ngoài đi xem nào. Để anh treo em cho này vào đây. Sợ lắm. Dù lắm.
Này gặp mình thì gặp chết rồi. Hai con đấy. Đấy con kêu nó chạy ra ngoài. Có gì này cứ mất gà rồi. Quấn mà, có gì quấn không đẻ. Gà đéo nó ăn gà thì con gà to nhưng mà ăn được. Gà con, có đàn gà con chục con mà. Còn ba con đi. Rồi cho thấy hai cái xác trong kia không? Ở đâu? Có hai xác gà, hai xác trong chuồng. Đây vẫn lúc ở đây. Cái con này nó quậy quăng lên, anh chờ tới cái đèn kia. Xem là tư thế nó nhỉ. Đây. Quậy gì không? Đây. Ui lúc này, ui con này cũng bộ đen vậy. Con này to hơn. Đây con này. Nó quậy chuẩn mình, con này to hơn. Quay lại xem cái con này. Đây mọi người. Ui giời. Mọi người mang rồi. Có cái xác gà ăn con không đấy nhỉ? Cho nó cắn chết một thao. Đầu với bới lấy kia rồi sao luôn nữa. Anh cầm xác này. Sao cái con này? Có mấy con xác gà con. Ấy, bị nó phi. Động cái hàng của nó tấn công luôn. Kịch quá. Ờ, cho con nhé. Chó mới đẻ không biết đâu, nó mất con mà. Đây, chờ đưa cái đèn. Đây mọi người, nó... Đây, nó ăn cả gà con. Sẽ có khi các ông nhìn thấy con này không ạ? Con này to phết này. Chui hết rồi mày. Đây, chờ cắn em kéo. Tụng hết trong này. Ai cho ngoài cho sáng. Bắt ra ngoài. Úi giời nó phi kìa. Ui, nó phóng nó phi. Nó phun độc. Đấy, nó phun độc. Con này nó giữ đấy. Một đôi nhỉ. Cắt luôn. Tí anh em lần này một lần nữa xem một vòng xem con nào. Rồi mà cứ để em cái con này mà. Đây nghĩ sao. Dài con này dài nhỉ. Đây mọi người. Trong 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 cái giữ là sao mà đây nó chém. Bây giờ nó cứ là đi lùi thôi nhỉ. Nó sợ này, sợ. Bữa nay nó đang trong tối thì nó thì đấy nó là sáng nó lại. Ủa nó đang ngọt sợ. Đang ngọt này trong một đấy. Đấy ui, hai hôm nay nó ra nó phơi. Hôm nay nắng to mà. Đấy. Đây nó ăn nộp. Cái này nó ăn nộp rồi. Thôi chờ lấy túi em cho vào. Mấy hôm đây gà nó kêu. Mọi người đừng con mèo chạy qua chó nó vào. Đưa anh phải anh cầm máy ở trong đi. Chào anh cho con này nè. Không quay review cho mọi người nhưng mà con này nó dãy kìa. À, cặp con à. Thì... Con này to. Anh trời ơi, tao vặn em cái túi này vào. Vâng. Nó trườn này, nó trườn. Hai xác mới chết mà, mới chết này mới chết rồi. Thà về lấy không ăn được. Tôi sợ nó gặp gà trong đấy nó cắn chết ở đây luôn. Thà gà về đấy. Tại à, anh con có xem mấy cái chuồng này, trang mấy cái chuồng này nhưng mà có này. Có gà. Có chiếc gà. Vì bà này chắc còn 3 con này nhỉ. Đấy. Còn 3 con thế gà nó. Anh chờ là ngắm chỗ này cho nó có leo đây còn có nào. Ui. Sao gà nhiều thế. Ui. Chắc là hết rồi. Quá. Chắc là hết rồi, em nghĩ là hết rồi. Bọn này leo kinh nhỉ. Chắc nó không nào trên này. Chắc là đấy, em đi kiểm tra xung quanh như thế nào. Thì mọi người ạ, có khi là cái clip này là mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Thì
thì bây giờ anh em mình sẽ đi lần xung quanh xem là còn con nào không thì bắt lốt cho anh. Nói chung là đi từ nhà mình sang nhà anh cũng mất tổ khoảng tầm 15 cây. Thì là xưa là anh cũng có sang nhà mình chơi và cũng sang nhà mình chơi một lần rồi, mà chắc mọi người cũng xem clip đấy. Thì clip này có khi là mình xin kết thúc đây thôi mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.